Anh em tự thượng sưng xin chào tất cả các bác. Chào các bác nhá. Chào các bác nhá. Buổi sáng này thì anh em lại chia quân các bác ạ. Anh Khôi và anh Hà thì vẫn tiếp tục công việc là đi tìm ươi. Còn bốn anh em bác cháu thì lại năm anh em bác cháu thì lại tiếp tục là đi soi ong. Hôm nay thì anh em lại thấy một tổ ong nữa rồi các bác. Anh em đang làm bó khói để chuẩn bị lên đi lấy. Ở đây không có cái lá giống như anh em hay dùng mà có cái lá này các bác. Lá này cậu giống như lá cọ ấy. Làm rất là tiện dụng. Lá này cánh nhanh lắm, mỏng. Cánh nhanh, mỏng. Ở đây đặc biệt một cái là rừng nó rất thoáng nhỉ. Chỗ nào có cây thì rất là thoáng, còn chỗ nào không có cây thì nó rất là rậm vào những cái bụi đót ấy, bụi lau ấy. Với lại ở đây đặc biệt là cây là cây lồ ô. Cây lồ ô nó giống như cây vào ở quê. Lồ ô trong thử thi đang thăm hả? Nhưng hả? Này nó nhìn nó bóng bẩy hơn. Này mà làm kiểu làm nhà tre ấy. Đẹp. Vâng. Nó mưa là coi như là trên này phải mà ướt đặc khấn. Của một cái hạt từ đây. Nhớ cái gì có lên nó phải thẳng nữa. Quả ươi các bác này. Cái này nó dụng hả bác? Hả? Chứa nó nhỏ. Nó nó cái đai này nó thiên nàng còn rớt chỗ là coi như hắn bái như lên. Vâng. Chuồn chuồn. Bái như chuồn chuồn là thật. Nó nhớ đây. Hơi nhớ nhớ. Tại vì nó vị, non nó nhớ là đúng thôi. Có vị hơi the the. Nhưng mà đang ngon. Con này dùng để hãm nước. Màu đẹp đấy chứ. Ươi bay. Tại vì hay bay nên là gọi là ươi bay. Nó bảo là có đời ươi. Đời ươi. Đợi ươi để cho dễ nhớ à. Già là bắt đầu lá nó bé anh này bạn. Nhổ lại. Vâng. Cái cây nó thấp, cái cây nó có là to hơn. Loại như này, loại to này là loại cái non các bác. Để theo như kinh nghiệm của các Loan. Loan nó là loại này là loại non này. Loại này loại già, loại già thì nó lá nó bé hơn. Em bằng 1/3 thôi. Phần tứ phần nam mình có cái này có nhỏ lại mới con tôm. Vâng. Mà đây là cái đai của anh đai nó có cái hạt trong này. Mưa lụt xuống rồi chơi chúng mình cha thuận nó ra. Hắn đang ngồi đi rồi là 15 phút sau là nở hết. Nở hết luôn. Nở như từng vịt. Cái cây ngày hôm nay thì nó to hơn cây hôm qua các bác ạ và cao hơn nữa. Cây này thẳng đuột lên luôn, đuột trên ngọn luôn. Nhưng bây giờ anh em sẽ trèo cái cây bên dưới này, đấy, cây này. Trèo lên rồi lên trên này có cái đống dây leo ở trên này. Anh em tắt ngọn sang thì Ân và Tự sẽ trèo các bác ạ. Vì em không lấy tổ vừa rồi là bị ong nó sơi cho mười mấy phát rồi, có mùi rồi. thành niên nó bắt đầu là chơi liều rồi đấy. nông nghiệp thằng bên này. Thành niên chơi liều hả đấy? À thành niên. Tính làm khỉ đu cây mà. Cây này rất nhiều dây leo nên là anh em sẽ tận dụng dây leo này. Cháu đi đến mật ong nhá. Xin ra cụ đây. Cháu lấy mật để xuống cho xin được chia phần nhá. Một con khỉ và một con dê trèo cây. Con gì? Khỉ và dê mà. Tổ này tính ra lại khó hơn tổ hôm qua nhỉ. Tổ hôm qua mình phải móc nhưng mà nó lại dễ làm. Cây này rất là cao các bác ạ, nhưng mà may có mấy cái sợi dây này. Những sợi dây to to này. Anh em bám lên thì nó còn dễ. Ông non anh ơi. Ông non, ông mới vào thôi. Mới vào thôi anh ạ.
ong non các bác ạ. Ở dưới kia rộng với là nó cao quá, anh em không quan sát được. Lên tới trên này thì khi lại gần thì mới thấy được các bác. Thôi xuống đi anh ơi. Để ong mới vào thôi. Anh em cách cứ 4-5 mét mới thấy được các bác. Cảm mà nó cao quá. Ui, xót lắm, cái này hỏng hết hàng. Để trời nắng nữa. Cao quá, không nhìn thấy được. Non đúng không? Mà không phải đâu, cho ân trèo. Ừ, ân trèo, nói 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 không có mật lắm. Có gì vậy? Lần nào trèo cũng tổ thì được 2 cân, tổ thì cân rưỡi thì. Chọc lên đi. Đấy, củi lửa là phải cẩn thận vì là mùa khô, rất nhiều lá cây rụng. Thôi kiếm tổ khác có sao đâu mà. Hôm qua lấy ong khu đấy không ăn thua các bác ạ. Mới ươi thì cũng chưa già, anh em lại di chuyển chỗ một vùng khác. Đây, cuộc sống anh em đi rừng là như thế này. Giường này. Giường thì có cửa sổ trời nhá. Ngàn sao. Bên này ba cái võng nữa. Tiện thể ở đây có cái nước này, anh em ở đây luôn. Buổi sáng ngày nay thì anh em đang ăn sáng để lát nữa lên rừng tiếp. Hôm nay đi khu này nữa mà không có nữa thì là anh em là rút quân luôn các bác ạ. Mời các bác ăn sáng với anh em nhá. Cơm trắng này với là cá mặn, cá mắm. Buổi sáng nay anh em lại tiếp tục lên rừng đi kiếm ong và đi xoay luôn mấy cây ươi các bác ạ. Vẫn tìm nốt ngày nay nữa. Nếu ngày nay mà không có kết quả gì thì tối hoặc là ngày mai anh em sẽ rút đi nơi khác. Để anh em phát hiện một cây ươi các bác này. Đây là nó cái quả nó chứ anh nhỉ? Quả không ơi, có lá đâu, lá rồi. Đây quả này. Ăn mà giờ ươi là phải đứng thế này, lại này, để cái góc nhìn lên, để nhìn được nó. Đây, cây ươi này nó cũng cao và thẳng giống cây dối các bác. Cao hơn tầm 25 mét, 20-25 mét, nó thẳng hơn đấy. Nó không trơn tru thôi. Cái này là toàn là cái quả thôi các bác nhé. Cái quả đó, chứ không phải lá đâu. Bây giờ phát hiện ra một cái dấu chuột các bác. Chuột rừng. Đây, bên này thì nó đang nó ăn nếm đây. Đây, cái vết nó ăn nếm đấy các bác này. Nó kháo đây. À, đất bên này đây này, quý này, đất bên này. Thử dùng thuốc xem, bên này, đất bên này các bác này. Đất thì nhìn nó cũ như thế này thôi, tại vì cái đất này đất khô, đất cằn. Nhìn nó cũ như vậy. Thử xem. Có phân đúng không anh ơi? Phân đây này. Lỗ ô. Cái này, nó ăn cây gốc cây lỗ ô. Thì xem nào, xem vào rừng khu này xem thế nào. Từ nhìn thấy nó có khác của mình nhé. Ăn vào gốc lộ ô luôn. Cái bên này, khu bên này tìm núi rất khó là phân biệt được. Để những cái cây nó héo nhiều lắm các bác. Nó không giống ở ngoài Bắc. Ngoài Bắc như khu chỗ anh em hay đi ấy. Là nhìn theo cái cây nứa là anh em sẽ phát hiện được ngay thôi. Mà trong này thì cây nào cũng giống cây nào hết. Cái này này. Không cần đứt. Lên này, đây này. Chưa. Nó ăn ở đây lâu lắm rồi này. Hàng này này. Chờ nó vào hàng cũ sao các bác? Không có. Đây nó quyết là cái hàng chính này thôi. Đi hướng nào rồi? Vào trong. Bao giờ nó lan hết cả lên trên kia. Trên này là khô đá. Chợ vào nó kẹ đá. Vào kẹ đá thì nó phải mình phải luồn lách nó khó đào thôi. Đây. Ra đây con này. Đây. Không lý nó mất ăn nhá. Con đi mà ăn đi. Thế rồi cho lên hẳn đã. Con này con bé hay sao ấy? Cho lên hẳn đã, để vòng qua cho lên hẳn đã. Ồ. Cho lên đã. Hẳn đi. Đi ra con đưa. Một con bé. Một con bé. Này con giống chú ơi. Chú lấy cái ba lô cho cái
sa cạp cho túi cháu nhanh lên. Trong ba lô cháu ấy. Thế là được một con bé. Con bé. Có phân, một có con phân bé, có một có hai thứ phân mà. Hai thứ phân mà. Cái này có con nữa. Cái này ấy được rồi. Cái này nuôi tốt tốt rồi, để lớn rồi. Thế nuôi giờ. Cái bản cái gốc lộ ừ, móc dưới đây anh em ạ. Cứng này. Cứng lắm. Dí này không nó lại ra như con lúc nãy. Con nó là con bé của nó, con nó. Cái gốc của nó này các bạn. Là dày cả phân này cơ mà. Kiểu như một ngón tay luôn. Rất là khó các bạn. Vì là vừa gốc cây này, vừa là gốc tre. Ra được hòn đá rồi. Ra được hòn đá thì là có lẽ là nhanh. Có thêm một tia hy vọng mới. Đó, con bé. À, hai con nữa. Con bé. Ủa, con bé. Ui, đây này. Cũng đang con đấy, bố trúng lại được không? Trúng được ạ. Con mẹ nó ở đây thôi, nó không đi đâu đâu. Đi ở trên bên kia này. Ở dưới đại ra này là nó trong kia đấy. Rồi. Bên này lấy được hai con hết đường các bác. Không biết là cái con mẹ nó đi đâu. Chắc là ra ngoài trước rồi. Bây giờ thì anh Hà và anh Khôi sẽ dẫn anh em đi vào rừng sâu hơn nữa. Anh Hà vào chỗ nào có cái cột mốc ấy nhỉ? Thế này á. Này vượt biên luôn. Trốn luôn, quá Tết về. Gần đến Tết rồi. Ở đây là cái ai? Cái vỏ bom ấy. Vỏ bom bi. Vỏ bi khởi Mỹ luôn. Khởi Mỹ rồi luôn nhỉ. Nó vẫn bền nhỉ? Bền. Ở trên này có một cây ươi này các bác. Nhưng mà cây này đang non, chưa lấy được. Khu này ươi rất là nhiều. Anh em đi qua cái bãi này rất là nhiều sông cau luôn. Lúc nào gần về ấy thì mới nhổ được cái này á. Giờ đang đi cái này không nhổ được đâu các bác. Xả lắm. Rất là nhiều sông cau. Cái khu này ở như mà gần chỗ anh em chứ như ở ngoài quê thì lại có tiền. Cái đấy bao nhiêu nghìn năm tuổi? Cái cây bằng lăng, cái xăng lẻ. Phân tích. Cái cây này tầm 8 người ôm. Cái rừng trong này lúc nào nó cũng xào xạc thế này. Kiểu cái khô, lá rụng lá các bạn. Còn cây sâm cau đấy các bác ạ. Đây, cây sâm cau đây to thế này cơ mà. To như bắp tay ấy, như cắn dao ấy. Lá này. Lá trong này sâm cau như này thì nó ngắn hơn các bạn. Ngắn hơn, nó không lá nó dài dài, không dài dài như ở ngoài quê. Hôm nay anh em vào cái khu mà đặt cây ươi luôn các bác. Đây, rất là nhiều cây ươi luôn. Đây toàn bộ là tầm là 80-90% là cây ươi hết rồi. Nhưng mà khu này nó đang non. Anh Hà và anh Khôi dẫn anh em đi thăm cột mốc. 1 tháng 4 à? 1 tháng 4 chín tháng 2. 1 tháng 4 chín tháng 2. Cái này nên em mình có mấy hôm này. Mình 4 tháng 2 mà. Cục đo đạc. Đây. Bản đồ biên giới Việt Nam Campuchia. Bản đồ nhà nước Việt Nam. Đấy, GPS, GPS điểm anh em đã từng đặt chân tới đây. Bio dịch chứ là cột số đây là số 72. Bao nhiêu công chờ đợi và treo đợi suối thì anh em cũng đã có được treo một cây ươi đầu tiên. Ý, con khỉ. Đây các bác, cái quả ươi đây. Quả ươi chùm như thế này các bác này. Đấy, cái này thì mình hái như thế này luôn. Hái cả này. Cái này thì mình với níu cảnh các bác ạ. Đấy, mình cầm lại mình. Đây rồi. Cái này là cái đài của nó các bác nhé, không phải cái lá đâu. Lá thì mùa này nó rụng chọc luôn. Nhìn xanh xanh này nhưng mà toàn là cái đài của nó hết. Đây thì anh em với vào. Với vào rồi hái thôi. Hái này cũng rất là nhanh đấy các bác. Một tờ vơ được vài chục quả này luôn. Đấy, cái này chỉ tuốt lên thế này thôi các bác. Đấy, rất là nhanh. Này hái nhanh hơn hái rổi đâu các bác. Cứ một vơ. Đấy, này. Anh cho cái túi lên. Một cành này như một cây này thường thường làm tầm 30 phút là xong. Cái này phải dùng cái ba lô này các bạn, hoặc là cái bao tải ấy.
còn dùng cái túi mà anh em hay dùng thì nó không được, không có được nhiều đâu. Đây thì anh em sẽ phơi tầm 2 nắng là khô, với nắng như thế này phơi khô xong bắt đầu là mình ngắt đi cái kiểu cái đài kia, cái đài che kia. Kiến ác nhỉ, kiến nhiều kiến nhỉ? Kiến gì đó các bạn, kiến nó u khắp người luôn. Cái này nó có mủ nó dính các bạn này. Mủ nó cái nhựa của nó. Như là lúc mình pha đấy nó sẽ kiểu như nhầy nhầy ấy. Nhầy nhầy. Nghe nói bảo luộc ngon lắm mà. Luộc hả? Ừ, cái anh Hạp bảo là luộc ăn ngon. Nhanh đầy đúng không? Nhanh đầy đúng không? Cả lá, cả lá mà. Đại, nó phải cả lá này thì nó mới ấy được. Sao mình phơi thì mới nhanh được. Để lúc mình ngắt đi, nó mới nhanh được đấy. Cái này là cái đài tiên này, cái tiên này nữa này. Cây này thì rất là nhiều quả luôn các bác. Hết cây luôn. Hết cây luôn. Cây thì quả không luôn. Lá nào luôn. Ở trên đấy nhiều kiến quá các bác ạ. Nhiều loại kiến đỏ này này. Mòn mòn này này. Anh em tuốt xuống. Giờ dưới này bắt đầu nhặt. À, cái gì nhà anh Hà nhà bảo là quả ươi bươi ra mà nhạt à? Mình chùm như thế này. Này về thì anh em sẽ phải tách cái này ra. Tách cái này ra rồi bắt đầu phơi các bạn. Còn như những cái vỏ này ấy, thì nó chỉ là tác dụng là che mưa, che nắng cho nó thôi, cho quả này thôi. Anh em làm được 1, 2 và bên này nữa. Cố gắng được cho được 3 bao. Cái này được 3 bao thì chắc cũng không được đến yến quả đâu. Thực tế thì cái này nó cũng nhẹ rồi các bạn. Với giá như ở đây đang nhập, ở đây thì về kiểu là nhập cho đội thương lái thì 500 một cân. Thì anh em mình cố gắng ngày kiếm lấy người 2 cân khô. 7 người. Ô, tính ra vậy cũng ra tiền phết đấy nhỉ? Đây, có được nạp không? Đấy, nhưng mà tiền nó ở đâu thôi. Tính thì ra đấy nhưng mà không thấy tiền đâu thôi. Anh em tập trung làm thật nhanh các bác để còn đi tìm những cây khác nữa là cũng xế chiều rồi. Anh em về đến nhà các bác làm miếng cơm với canh chua thôi, cá mắm thôi, lúc nào cũng vậy, sáng cá mắm, chiều cá mắm, bắt đầu cá đĩa đấy.
đĩa thịt trong xào đâu, mang ra đi, giống mang ra đi. Đào gác con cả đâu. Thịt cho gác bếp đâu. Anh em ra mời các bác dùng bữa cơm anh em nhé. Làm tặng miếng cơm này, làm tặng miếng cơm rồi anh em nhặt cái kia bác nhặt ươi. Rồi là phơi khô. Làm miếng cơm. Loại cơm này là cá đấy. Loại cá này mà ăn cơm vào lắm các bác, vào cơm lắm. Mang từ biển Đông về đấy. Quý lắm đấy. Ở trên này là rất là hiếm này. Giờ anh em sẽ nhặt tách này ra luôn các bác, tách riêng ra. Quả nào lành thì lấy, lành này lấy này. Còn những quả nào vỡ như thế này thì anh cũng không lấy. Quả này là bị hỏng này, ném đi. Lấy những quả lành như thế này thôi. Những cái này hơi dập nhưng vẫn đang lấy được các bác nhé. Anh tách hẳn ra cái này. Tách hẳn ra để phơi cho nó nhanh khô. Này phơi 2-3 nắng là khô rồi các bác. Buổi chiều nay thì anh em lại tiếp tục dọn đồ để đi về các bác ạ. Hết rượu à? Hết rượu về thôi. Các bạn như là ươi đang non các bác, ươi đang non. Ong thì anh em cũng soi mà không chú tâm vào lắm. Anh em chủ yếu là làm về ươi mà đang non nên là anh em phải rút về. Rút về đợi tầm 15 đến 20 ngày nữa, anh em lại tiếp tục một chuyến nữa các bác. Và anh em chúng em cảm ơn tất cả các bác đã luôn theo dõi trong cái thời gian cái hành trình của anh em các bác nhá. Giờ thì anh em chúng em xin tạm biệt, hẹn gặp các bác ở trong video sau. Anh em tạm biệt các bác. Chào các bác nhá. Kết thúc mấy ngày trên rừng của anh em.